Xin kính chào tất cả quý bà con, một lần nữa là đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2024. Con đang đứng ở nơi mà sư Thích Minh Tuệ đang tu và tham gia hôm nay, đã mong chờ những cái tín hiệu tốt đẹp rằng sư sẽ xuất hiện vào sáng ngày hôm nay để pháp thực. Hiện tại bây giờ là khoảng 4:20 rồi thưa quý bà con. Rồi bây giờ là 4:20 thưa quý bà con. Ở bên kia là khu núi mà sư Thích Minh Tuệ đang ẩn tu. Đó là một cái khu núi rất là linh thiêng, trên đó có nhiều chùa chiền. Đây là cái khu núi linh thiêng. Và đây nó kéo dài, cái dãy núi này kéo dài xuống. Ở đây đang cách sư Minh Tuệ ẩn tu tầm cỡ gần 1 km. Từ đây chạy xuống và giờ này cũng có nhiều quý bá tánh thập phương cũng như là người dân địa phương đang bắt đầu tới đầu đường nơi mà sư Minh Tuệ đang có thể sẽ xuất hiện vào sáng ngày hôm nay để phát thực ở ngoài đường lớn thưa quý bà con. Một cái hình ảnh tượng Phật rất là lớn, rất là cao lớn thưa quý bà con, ở ngoài rất là cao lớn. Và hiện tại ở đây đang đứng là quốc lộ 1A, con đứng ở quốc lộ 1A và cũng có một người mặc áo giống như bộ y của sư Minh Tuệ vừa chạy qua, thì chắc chắn quý bà con này cũng đang đi xuống nơi mà sư Minh Tuệ có thể sẽ khắc thực. Và những ngày hôm trước quý bà con cũng thấy nơi mà con đứng thì đó, người dân chỉ được đứng ở ngoài đó trước cái chốt chặn, còn sư sẽ đi khắc thực ở những ngôi nhà ở trên làng. Thì những người dân ở trên làng sẽ chuẩn bị trước đồ ăn để cúng dường cho sư Minh Tuệ. Mỗi buổi sáng thì sư đi khất thực ở trên làng, đi khoảng một lần 2-3 nhà, rồi đi vòng quanh làng, rồi sư sẽ quay trở về cái cốc của sư ẩn tu để tiếp tục tu tập và ngồi thiền. Nếu như tình trạng này tiếp diễn thêm một thời gian nữa thì chắc chắn sư Minh Tuệ có lẽ sẽ xuống đường khất thực một cách bình thường. Tại vì cơ quan chức năng hiện tại bây giờ đang làm rất tốt về tình hình giữ trật tự chung về an toàn giao thông và an ninh ở nơi mà sư Minh Tuệ đang ẩn tu tu tập. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Quý bà con bá tánh cũng đứng ở bên đường, ngay ngắn đứng ở bên đường. Những ngày đầu còn có sự ồn ào, nhưng mà những cái ngày gần đây thì bắt đầu mọi người đứng im lặng ở bên kia đường để chỉ mong nhìn được hình ảnh của sư Minh Tuệ có thể xuống dưới đường lớn để khất thực. Thì đây là những cái tín hiệu, những cái dấu hiệu rất là tốt đẹp để báo hiệu rằng sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện trong một thời gian sớm thôi, gần đây thôi sư sẽ xuất hiện. Hoặc là có thể sư không đi ra ngoài đường khất thực, nhưng mà sư sẽ xuống làng, xuống sâu hơn ở dưới làng, để những cái quý bá tánh bà con hoặc là các anh em có thể quay lại được để gửi cho tất cả quý bà con xem video. Ở đây là cạnh quốc lộ 1A, xe lớn container rất là nhiều. Nhưng mà ở nơi sư ẩn tu á, ở cái dãy núi đó, thì ở bên trong vài trăm mét thì những cái âm thanh này dường như đã được cách âm vậy á. Ở bên trong nó thì rất là yên tĩnh. Thì đây cũng là một cái hay và một cái ngọn núi, một cái khu tu tập ở ngay quốc lộ 1A nhưng mà lại rất là yên tĩnh. Còn ở đây là khu nghĩa địa thưa quý bà con, cũng rất có thể là sư Minh Tuệ sẽ băng đường rừng, đường núi để khất thực, để đi ra từ đường này cũng có thể. Nhưng mà đường này nó sẽ xa hơn và sẽ khó đi hơn một tí so với đường mà đang có hai chốt chặn ở phía dưới kia. Một chút con sẽ chạy xuống ở phía dưới đó thưa quý bà con. Mong rằng ngày hôm nay sẽ có những cái tín hiệu, dấu hiệu tốt lành để gửi cho tất cả những quý bà con ở xa không có điều kiện đến với Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa có thể đảnh lễ từ xa. Và trong giai đoạn này con cũng khuyên tất cả quý bà con cô bác thì không nên đến gặp sư trong giai đoạn này đâu. Bởi vì mọi người đến đông quá thì sư cũng sẽ không có xuất hiện, thì cũng là công dễ dàng thôi. Một đảnh lễ xa, nhưng mà bằng cái tâm của mình, bằng cái tâm chân thành của mình, phải bằng 3 vạn lần đảnh lễ gần mà
không có cái tâm chân thành. Bởi vậy quý bà con trong cái thời gian này, trong cái thời điểm này thì hãy cứ ở nhà về đó và chờ xem những hình ảnh của thầy trong thời gian tới sẽ xuất hiện, sẽ khất thực lại, thầy vẫn khỏe mạnh và vẫn bình an để cho mọi người thấy, và đặc biệt là để cho mọi người coi thử cái bộ y của thầy Minh Tuệ sau một thời gian ẩn tu ở trên núi ở Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa này thì có nhiều sự thay đổi hay không. Có rất là nhiều sự tò mò và cũng như là sự quan tâm gửi đến cho thầy Minh Tuệ con biết và những người xem video này. Con rất là trân trọng tất cả quý bà con để xem những cái video mà con đã gửi tới cho tất cả quý bà con. Và bây giờ con sẽ chuẩn bị chạy xuống cái nơi mà có cái chốt chặn, rất có thể là sư Minh Tuệ sẽ đi xuống từ đường đó. Cái đường đó là cái đường gần nhất để đi tới cái nơi mà sư Minh Tuệ đang ẩn tu, cũng như là cái cốc của thầy Năm, thưa quý bà con. Nên cái chốt chặn ở đó thường sẽ đông nhất và có lực lượng cơ quan chức năng nhiều nhất, làm việc nghiêm ngặt nhất ở cái chốt chặn đó. Nhưng mà tình hình như thế này kéo dài thì con cũng chắc chắn thôi quý bà con, con cũng chắc chắn với quý bà con là sẽ mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Chứ không có, thầy sẽ không ẩn tu mãi đâu, hoặc là không có ẩn tu mà hết qua cái mùa an cư kiết hạ này đâu. Thầy sẽ xuất hiện lại, con tin chắc rằng điều đó. Và cũng có nhiều bà con bá tánh ở đây cũng đưa ra cái nhận định như vậy. Bởi vì thầy cũng phải giữ đúng hành tu của thầy. Ở bình thường ở đây có một ngày nhiều khi thầy đi tới 450 cây số rồi. Thầy đi từ sáng cho tới chiều tối thầy mới về, thầy đi rất là nhiều. Thì con nghĩ là thầy vẫn đang muốn hành pháp theo cái kiểu đó. Nên là thời gian tới thầy sẽ vẫn tiếp tục đi nhiều, một ngày vài ba chục cây số. Còn bây giờ con sẽ chạy xuống cái nơi mà sư cái nơi cái chốt chặn mà hồi bữa giờ con vẫn hay đứng để gửi cho quý bà con những cái thông tin hình ảnh sớm nhất mới nhất. Cái ngọn núi ở đây buổi sáng nhìn rất là đẹp thưa quý bà con. Buổi tối thì chủ yếu là hiện lên cái tượng Phật thôi, nhưng mà buổi sáng thì cả ngọn núi đó là những cái kiến trúc của chùa chiền ở trên đó, những cái tinh xá chùa chiền ở nằm ở khu trên đó. Còn ở bên đường đây là những cái bụi tre, có một cái con sông nhỏ ở dưới đây và xung quanh là những cái bụi tre và cây cối um tùm. Có lẽ là bây giờ con xin phép sẽ cất cái điện thoại đi để đi tới cái nơi mà sư Minh Tuệ có thể sẽ xuất hiện vào sáng ngày hôm nay, và nơi tập trung đông nhất của các quý bà con Phật tử ở gần xa. Và hiện tại thì cũng đã tới nơi cái chốt mà sư Thích Minh Tuệ có thể sẽ xuất hiện vào sáng ngày mai. Ở bên kia đường thì cơ quan chức năng vẫn đang túc trực ngày đêm. Bây giờ khoảng 4 giờ rưỡi rồi thì người dân cũng đã bắt đầu đứng rất là đông. Vẫn có người đang trồng cỏ ở trên khu nghĩa địa để tìm những người mà có thể ẩn nấp bên trong nghĩa địa để ngày mai lên gặp thầy, để nhìn thấy thầy. Thì cơ quan chức năng cũng thường xuyên lên đó để kiểm tra. Mọi thứ đang được làm rất là tốt từ cơ quan chức năng và chính quyền ở ngay tại địa phương. Bây giờ có lẽ chúng ta chỉ cần chờ đợi những cái thông tin tốt đẹp đến trong sáng ngày hôm nay. Thầy Thích Minh Tuệ có thể sẽ rất có thể là sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay cũng mang một cái niềm tin nó rất là lớn. Ở bên đây, tức là phía dưới đây là cũng có
nhận quý bà con Phật tử cũng như là người dân đang im lặng đứng xếp hàng ở ngay bên đường để có thể gặp được sư Minh Tuệ sớm nhất có thể. Đây như là một góc ở bên ngoài, ở trong kia còn có một cái quán cà phê, cũng có rất là nhiều người đang ngồi trong quán cà phê đó đợi. Đây nè, rất là tuyệt vời. Mọi người giữ im lặng và không có ồn ào, không gây mất trật tự thưa quý bà con. Đứng ở bên trong là xe thì được dắt lên ở bên trên. Thì cái hình ảnh này nó cứ tiếp diễn thì không lâu đâu, Thầy Thích Minh Tuệ cũng sẽ xuất hiện và khắc phục ở dưới đường này thôi. Tại vì mọi thứ nó gọn gàng ngăn nắp như thế này thì không bao giờ mà sẽ có hiện tượng mất trật tự khi Thầy xuất hiện diễn ra, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Và bây giờ chúng ta cùng chờ những cái thông tin tốt nhất, đẹp nhất sẽ đến từ Thầy Minh Tuệ và đến từ khu vực Nha Trang Khánh Hòa này nha. Cổng nghĩa trang Cao Đài. Đó, đây là một cái nghĩa trang mà những cái y ngày trước mà sư Minh Tuệ cũng rất hay nhặt ở trong cái nghĩa trang này nha. Cảm ơn quý bà con, và bây giờ chúng ta sẽ chờ tới khi trời gần sáng sẽ có thêm thông tin gì cũng sẽ cùng chờ quý bà con.